niên hiệu liên quan mật thiết đến ý chí chính trị của các hoàng đế. Sau đây là ý nghĩa các niên hiệu của bốn vị vua đầu tiên của triều Nguyễn. 1. Gia Long, niên hiệu của vua Nguyễn Thế Tổ, vua trị vì từ năm 1802 đến năm 1820. Ý nghĩa của cái tên Gia Long lấy từ cụm từ Gia Định Thăng Long để bày tỏ ý nghĩa thống nhất thiên hạ. 2. Minh Mạng, niên hiệu của vua Đại Nam Nguyễn Thánh Tổ, vua trị vì từ năm 1820 đến năm 1840. Niên hiệu Minh Mạng lấy từ sách Thượng Thư Hàm Hữu Nhất Đức theo câu khắc hưởng thiên tâm, thụ thiên minh mạng, nghĩa là được hưởng lòng trời thì được cái mệnh sáng của trời. 3. Thiệu Trị, niên hiệu của vua Đại Nam Hiến Tổ, vua trị vì từ năm 1841 đến năm 1847. Để bày tỏ lòng kính trọng phụ hoàng nên định niên hiệu là Thiệu Trị với ý nghĩa Thiệu Tiên Hoàng Minh Mạng Chi Trị, nối nghiệp trị vì Tiên Hoàng Minh Mạng. 4. Tự Đức, niên hiệu của vua Đại Nam Dực Tông, vua trị vì lâu nhất của triều Nguyễn từ năm 1848 đến năm 1883. Trong Đại Nam Thực Lục Đề Tử Kỷ viết, nghĩa của Tự Đức là Tự Tiên Hoàng Thiệu Trị Chi Đức, tức là kế thừa đức của vua cha Thiệu Trị.